ơi, anh xin, tốt nhất là bọn mình nên tránh xa khỏi đây đi. Nào, anh em mình đi thôi. À, con khủng long này nó không cho mình đi, nó cắn vào cái ba lô của tớ rồi cậu ơi. Thả ra ngay. Nani? Đứa nào đánh giấm mà tối thế nhỉ? Em Cam ơi, nhìn con gì ở phía trước này? Đây là con khủng long đây. Nhưng mà con khủng long này già rồi, rụng hết răng rồi các bạn. Ui, em Cam đừng có đánh vào mồm nó lại cắn cho bây giờ. Cái đầu nó vẫn còn đạn khủng đâu đây này. Nếu là con khủng long này bị rụng hết răng thì các cậu ơi. Mà đây em phát hiện ra có một cái thang. Một cái hang á? Đi vào cái hang này là chúng mình sẽ phải men qua cây cầu này đấy. Ủa, có gì phía trước kìa? Đâu, có gì đâu, anh chả nghe thấy cái gì cả. Ôi. Cái gì trên này các cậu ơi, con gì đây? Trên đầu cậu. Mà sao nó lại to như thế này? Đây là nhện đột biến, nhện khổng lồ đấy các cậu ơi. Ui, cái chân nó dài chưa này. Con nhện này nó định bám vào đầu tớ đây. Sợ định quá. Bám vào đầu cậu để đẻ trứng đấy. Ui, nó lại định xả xuống này. Con nhện này đi ra này. Không được, mình phải đi nhanh qua đây thôi. Ui, ở trên tường còn có cả cái gì này? Ôi, có khủng long đang bay. Lại còn có cả khủng long nhỏ nữa này. Hình như bọn mình đang lạc vào thế giới hang động khủng long rồi. Trong đây sẽ có rất nhiều loài khủng long sinh sống. Nhanh lên Cam ơi, nhanh lên. Anh không muốn ở trên cây cầu này nữa đâu. Phía trước kìa. Một con khủng long siêu bạo chúa. Con khủng long này răng vẫn còn nguyên. Hãy cúi đầu xuống các cậu ơi. Trốn đi Cam ơi. Nhìn cái đầu nó to chưa kìa. Mình cứ nấp ở dưới cái đầu nó thế này là nó không nhìn thấy mình đâu. Bởi vì mắt nó ở tít trên cao cơ. Nó đang chú ý đến cái gì đó. Lần đầu tiên tớ đứng gần con khủng long to như này. Ui, véo cái da cổ này. Đừng véo da nó. Nó sẽ tức giận đây. Ui, nó đứng yên rồi. Ồ, hình như là con này nó ngủ rồi hay sao. Chưa. Nó vẫn cử động này. Anh nhím ơi, anh nhím cho em sờ quá. Sờ vào những cây răng này á. Đây này. Ra đây anh cho. Sờ đây, nhảy lên. Ui, ui, em cảm thấy nó to lắm nữa. Nó tức giận từ cái kia. Sợ quá các cậu ơi. Và các bạn để ý không, răng của con khủng long này rất là trắng luôn. Hiếm khi tớ thấy con khủng long nào mà có bộ răng trắng như thế này đấy. Chắc chắn là cái con này nó hay đánh răng rồi. Thế nhưng mà thứ nó đen lắm. Cho em sờ vào cái nơi của nó vậy. Đây, ra đây anh bế đây này. Em Cam sẽ lần đầu tiên được sờ vào lưỡi của con khủng long bạo chúa nha. Nhào nhất quá. Thấy chưa, cái lưỡi của nó bẩn nên là nó nhớt lắm. Đây là cây gì vậy? Cây này nó có những cái sợi gì có thể phát sáng lên. Tớ dí lên đầu. Ui, cây này nó còn nói chuyện được với mình cơ cậu ạ. Thế? Mình chỉ cần cắm nó lên đầu thôi. Như kiểu ở trong thế giới của Avatar ấy. Lại đây này Cam ơi. Bên trong này còn có rất nhiều những cái cây phát sáng này. Con khủng long này trông thật là đáng sợ. Nó đang nhắm mắt kìa các cậu ơi. Nhắm mắt á? Đúng rồi, nó nhắm mắt nhưng mà vẫn đang há mồm. Hay là nó đang ngủ mơ nhỉ? Tớ soi vào mồm nó xem nào. Nó đâu phải nhắm mắt, cậu nhìn nhầm mà. Mắt nó vẫn đang mở kia kìa. Thế thì bọn mình đi thôi. Ở phía sau này có một con khủng long con này. Con khủng long này có phải là con của con khủng long kia không? Hình như đúng rồi đấy, đây là mẹ, còn đây là con. À, con thường hay đứng sau mẹ. Khủng long con thì sẽ dễ thương hơn. Ui, em Cam nhìn thấy con gì kia? Con gì ở đâu cơ? Ở đằng sau cậu ý. Đằng sau đó á? Ui, con gì mà lại phát sáng trong đêm thế này? Nó đang ngoảnh đầu ra nhìn cậu kìa. Một con khủng long đầu vòm các cậu ơi. Cái đầu có cái biếu ở phía trước này. Nhưng mà khủng long này không đáng sợ đâu các bạn ơi. Đây là loài ăn cỏ. Tớ để tay vào trong mồm mà bạn ấy còn không cắn đây này. Em cũng đã đợt này. Bạn này trông rất là dễ thương luôn. Người thì đầy gai. Mà nhìn này, cái tay rất là xinh luôn. Xin chào bạn khủng long nhé. Chúng tớ là những người bạn thân thiện. Bạn ấy nói là chào mừng chúng mình đến với thế giới khủng long đấy. Lại có cái gì nữa? Wow, lại một con khủng long nữa.
một con khủng long phát sáng. Nó đang ra ngoài ăn cỏ. Nó đang vây nuôi. Ồ không, con này không phải ăn cỏ đâu. Không phải ăn cỏ á? Hình như đây là khủng long ăn thịt đây. Khủng long ăn thịt? Con này là khủng long phun nọc độc. Nó có phía hai trước cái mang đúng không? Đúng rồi, hai cái mang. Thì ra để tự vệ đấy các cậu ạ. Hình như là con này nó rất là nhanh luôn. Ngoài đời nó chạy cực kỳ nhanh. Đây này, nó có những cái răng này thì chắc chắn là không phải ăn cỏ rồi. Mà lại còn có cái màu nữa cơ. Đẹp thật đấy. Đây, cái mang của nó đây. Ôi, nhưng mà cậu đừng sờ như thế. Con khủng long này tức giận lên, nó sẽ phun lọc độc vào người cậu đấy. Ôi, em nhìn thấy gì ở dưới chân nó này? Cái gì vậy em Cam? Những quả trứng à? Những quả trứng á? Đâu đưa đây anh xem nào. Wow, những quả trứng màu xanh. Màu xanh như là màu của con khủng long này luôn. Đúng cũng rồi, đây chính là những quả trứng của bạn khủng long này đây. Này khủng long ơi, cậu cho tớ những quả trứng này nhá. Ô, cậu ấy đồng ý rồi kìa. Tớ cảm ơn nhiều nha. Bạn khủng long này có tiếng kêu thật là đặc biệt. Bây giờ bọn mình sẽ mang những quả trứng này ra mở đi. Ở đây có 1, 2, 3, 4 quả trứng. Nào, để anh sẽ bắt đầu mở nha. Here we go. Bây giờ chúng mình sẽ mở từng quả trứng ra xem bên trong quả trứng này có gì nhé. Để anh mở quả này, Cam mở quả kia xem nào. Mở như thế nào nhỉ? À, đây rồi. Nó có một lớp màng bên ngoài. Mình bóc lớp màng ra. À, một lớp màng để bảo vệ quả trứng này tránh bị vỡ đấy các bạn ạ. Đây rồi, tớ bắt được rồi này các cậu ơi. Ủa? Khủng long mà này có con cáo ở bên trong đấy các bạn ơi. Sao có con cáo đỏ đây nhỉ? Hình như là đây là trứng cáo các bạn ạ. Em Cam bóc ra xem nào. Em đập mạnh lên. Đập như thế này á? Đúng rồi, đập mạnh lên. Em Cam đập nhẹ quá, bình thường đập trứng khủng long nó siêu thế các bạn. Đây, phải như thế. Con gì? À. Của em Cam ra con khủng long ăn cỏ ba sừng. Trứng này nó thật lẫn lộn của các cậu ơi. Có đủ các loài luôn. Đúng rồi, bọn mình mở tiếp hai quả còn lại đi. Để xem nào, tớ đập một cái này. Ô, của tớ là cái con gì màu vàng vàng này? Sư tử. Sư tử á? Sư tử cũng ở trong quả trứng này à? Một con muỗi to khổng lồ này. Đây chính là muỗi chúa đấy. Nhìn các cái chân của nó này, thật là dài luôn. Muỗi ở thời khủng long cũng to. 3, 4, rất nhiều những quả trứng. Chúng mình không thể để những con muỗi vào quả trứng này ở đây được. Muỗi thì phải dùng xịt muỗi Trang ơi. Xịt muỗi á? Có xịt muỗi ở đây. Xịt này. Những quả trứng này sẽ không thể nở ra những con muỗi nữa. Ở đây cũng có một bạn khủng long nữa này. Nhưng mà cái lưỡi của bạn này sao cứ thè ra kiểu gì ấy. Bên nữa. Ui, bạn này răng cũng trắng thật đấy. Mỗi tội là cái lưỡi dài dài mà làm nó cứ thè long linh ta linh tinh lên các cậu ơi. Lưỡi này phải để ở giữa đúng không các bạn? Chứ ai lưỡi lại vắt sang bên phải lại vắt sang bên trái thế? À, bạn này bạn ấy đang ngủ thế là bạn ấy vắt lưỡi sang một bên luôn. À, kiểu như là con chó mít nhà tớ cũng hay có thói quen như thế đấy. Đây này, bạn ấy đang há mồm ra ngang ngủ này, vắt cái lưỡi của bạn sang bên này nhá. Ui, lưỡi dài thật các cậu ạ. Bắt sang bên này tiếp này. Quấn này, nhìn tớ còn chạm lên cả đôi mắt của bạn đấy cơ. Ở đây tớ còn nhìn thấy một cái mảng nhện to chưa này các cậu ơi. Đâu? Đây này. Wow. Có nhện ở đấy không cậu? Kia kìa, bên trên này còn có cả một con nhện đen xì này. Oh my god. Đây chỉ là nhện con thôi. Đúng rồi, vừa nãy còn có con nhện to hơn cơ. Nó bám lên đầu tớ. Ở phía trước này có con khủng long gì này Cam ơi? Chân lưng nó có những cái gai nhọn nhọn, cứng cứng. Đây hình như là một con khủng long lưng gai đúng không cậu? Tớ cũng không biết tên cụ thể là gì. Con này nó có sức mạnh từ những chiếc gai này đấy. Không phải đâu, con này còn có một vũ khí mạnh hơn cơ. Là cái gì? Là cái đuôi đây này. Cái đuôi nó như một quả búa lớn ấy. Nó quăng, nó quật vào kẻ thù đây. Đây, ôi tớ phải tránh ra thật nhanh không nó đập vào chân tớ luôn. Em còn sờ được vào mắt cậu cơ. Để chị kiểm tra mắt cho nhá.
bị cắn giống chị không? Ui, em Cam đừng sờ vào mắt con khủng long như thế. Đúng rồi, nó mà nổi điên nên nó húc cho em bay lên trời đấy. Đấy chưa, nó gật gật đầu kia kìa. Vào bên trong này xem có gì nữa không nào. Wow, con này gai còn kinh khủng hơn con vừa lúc nãy. Ừ, đúng rồi, để tớ sờ xem nào. Ui, tí nữa thì nó cắn được vào tay tớ cơ cậu ơi. Ai lại sờ vào mồm của khủng long như thế? Bạn này là khủng long ăn cỏ mà, làm gì có răng. Nên tớ đang định vuốt ve ở chỗ mồm bạn ấy thì bạn ấy định cắn này này. Ngoan ngoan ngoan. Bạn này có cái gai còn dài hơn cái bạn lúc nãy cơ. Như một cái sừng trâu. Bạn này chắc khả năng cao cũng là khủng long lớn tuổi rồi đấy. Trên lưng bạn này cũng có những cái vây kiếm này. Đây là khủng long vây kiếm đấy các cậu ạ. Phía bên dưới có gì vậy? Bạn này phía bên dưới có một quả trứng nè. À, hóa ra đây là khủng long mẹ. Quả trứng được đặt trong cái ổ rất là xinh. Anh nhím ở đằng kia của khủng long ăn thịt kìa. Ở đằng kia ha. Đâu hai anh em mình ra đây xem nào. Ui, con này nó cứ gầm gừ ghê thật đấy các bạn ạ. Cảm ơn chồng nó hung dữ lắm. Lấp sau anh đi, lấp sau anh đi. Nào nào con khủng long này, đừng có cắn hai anh em tớ nha. Định cắn à? Nếu mà cắn lại đây. Ui ui, nó quẹt ra chỗ anh này. Nhìn răng của nó kìa, nó còn dính đầy máu. Mà em cho nó một chất. Bắn này. Bắn này. Ui, không phải đâu, đấy là nó nghỉ thôi. Nó lại cúi xuống, nó định cắn em Cam tiếp kìa. Mồm nó to chưa? Lại còn có cả nghỉ giữa hiệp ạ. Bắn chuyên nó bị ngất tiếp rồi. Cho người một chặt nữa. Thôi, Cam ơi, anh xin. Tốt nhất là bọn mình nên tránh xa khỏi đây đi. Nào, anh em mình đi thôi. À, con khủng long này nó không cho mình đi. Nó cắn vào cái ba lô của tớ rồi cậu ơi. Thả ra ngay. Nói thứ nào đánh giọng mà tối thế nhỉ? Ui ôi, Cam làm gì thế kia? Cho nó một quả rắn mà. Ở đây có cả một con khủng long con này. Con khủng long này nó dễ thương như thế này cơ mà. Đấy là con của con khủng long đánh đá vừa nãy đấy. Bọn mình đi vào tiếp xem bên trong này là gì. À, khủng long ba sừng này. Đây là loài ba sừng mà vừa hôm nãy em Cam mở được ở trong quả trứng đấy. Con gì đây các cậu ơi? Đây có phải là khủng long không? Sao tớ trông con lạ thế? Tớ chưa nhìn thấy con này bao giờ. Con này như kiểu quái vật ngoài không gian ý. Nó có ba cái răng à? Răng gì mà to thế này nó còn bị quy. Tớ cứ sờ vào là như kiểu nó định nuốt tay tớ ấy các cậu ơi. Cái đầu nó còn lắc lư này. Đố cậu biết mắt của con này ở đâu đấy? Mắt đây. Để tớ xem nào. Wow, đây cái mắt của nó đây này. Trông mắt thì giống khủng long đấy. Ui, trên người nó cũng có những cái gai này. Ui, nó còn uốn éo thôi. Cậu đừng chạm vào nó như thế. Là một con sâu khổng lồ ấy các cậu ơi. Người con này có nọc độc đấy các bạn ạ. Yêu ơi, thế thì thôi, bọn mình tránh xa con này ra. Có con gì phía trước nè. Ôi dồi ôi các cậu ơi, nhìn này, đây là một con chuồn chuồn cổ đại. Đúng là thế giới khủng long có khác đấy. Con gì cũng rất là to luôn. Chân này cánh của nó đều to khổng lồ. Bình thường chuồn chuồn to bằng cái ngón tay của tớ thôi. Mà con này nó to ơi là to.